Cận cảnh siêu xe McLaren 650S với phong cách phóng xạ hạt nhân đến từ Liberty Walk. Một nhà máy bỏ hoang, một khu rừng kỳ vĩ và một khung cảnh như ngày tận thế chính là những gì xuất hiện trong video mới nhất với ý tưởng sáng tạo từ nhà độ Nhật Bản. Chiếc xe được ghi hình tại vùng Chemoba, Ukraine, nơi có khung cảnh hoang sơ của cảnh vật và núi rừng. Đây cũng là nơi từng xảy ra thảm họa tai nạn hạt nhân năm 1986. Khác với mẫu xe nguyên bản, thì giờ đây McLaren 650S đã khoác lên mình với phiên bản độ body kit mới với các vỏ bánh mới, vây bên cỡ lớn, bộ cản trước kiểu mới trong khi cản sau và khe khuếch tán cũng được sửa đổi, cánh luốt gió cỡ lớn phía sau và cuối cùng là 4 chiếc mâm độ. Điểm đặc biệt nhất phải nói đến là mẫu dán đề can được thiết kế theo chủ đề ngày tận thế. Do Liberty Walk thường không độ đế động cơ nên chiếc McLaren này dường như vẫn sử dụng động cơ V8, 641 mã lực và mô men xoắn 678 Nm. Anh em hãy cùng ngắm qua em ngò nhé!